chào tất cả các bạn đã quay trở lại với shop công nghệ số alo.vn. Trước mặt các bạn đây đang là sản phẩm máy in Epson NQ2190. Máy in Epson NQ2190 hay còn gọi là máy in kim, chuyên dùng để in hóa đơn, in giấy đục lỗ, đặc biệt máy in hình xăm cho các thợ xăm chuyên nghiệp. Máy sử dụng phổ biến tối đa là của giấy A3 với công suất in lên tới 10 trang trên 1 phút và độ phân giải cho ra là 600x600 dpi, hình ảnh, văn bản in ra rất sắc nét. Và tôi có truyền tổng kết nối USB 2.0 hỗ trợ kết nối với mọi hệ điều hành Windows, giúp chúng ta dễ dàng kết nối thao tác lệnh in ấn. Mình sẽ để trực tiếp link mua sản phẩm ở dưới phần mô tả của video. Bạn nào quan tâm có thể click vào đường link đó hoặc gọi cho số điện thoại 0915 46 460 hoặc qua ngay địa chỉ 38D đường Dương Quê, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội.